Mới đây, Trường Đại học Luật Hà Nội có văn bản chính thức phản hồi một số nội dung đề nghị được cung cấp của báo Tuổi Trẻ liên quan vụ việc ông Phạm Văn Toàn, trưởng phòng nội vụ quận Hải An, thành phố Hải Phòng có thể học đại học dù chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo văn bản trả lời của Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Phạm Văn Toàn sinh năm 1972, quê quán thành phố Hải Phòng đã tham gia lớp luật mở rộng hai niên khóa 1992 đến 1997 mở tại trường đại học tại chức Hải Phòng. Tuy nhiên, Hồ sơ thí sinh nộp vào trường là các giấy tờ bản sao có công chứng, chứng thực thuộc diện lưu giữ có thời hạn nên hiện nay nhà trường không còn lưu giữ các giấy tờ này. Ông Toàn được xác định đã hoàn thành đào tạo theo hai giai đoạn và được xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng ngành luật. Trước đó, kết quả xác minh của Ủy ban nhân dân quận Hải An từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xác định năm 1995, ông Toàn mới tốt nghiệp bổ túc trung học được cấp bằng ngày 15 tháng 7 năm 1995 sau khi đạt kết quả tại kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học diễn ra tại Hội đồng thi An Hải 2. Kết quả xác minh của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An cho rằng thực tế ông Toàn có tham gia học thật, thi thật chứ không mua bằng giả, nhưng lại chưa làm rõ việc ông này học đại học khi chưa tốt nghiệp phổ thông là đúng hay sai, có hay không việc sử dụng hồ sơ giả để được xét tuyển vào đại học. Đến nay, Ủy ban nhân dân quận Hải An không xem xét việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với ông Toàn. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hải An, ông Toàn có thể học trường Đại học Luật Hà Nội hệ tại chức niên khóa 1992 đến 1997 là do yếu tố lịch sử thời điểm đó nhà trường cho phép học viên được nợ bằng tốt nghiệp phổ thông.